Xin chào các bạn. Và hôm nay cô Dara sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn năm từ cách viết phụ âm ha, năm năm từ thôi. Một clip thì bao gồm năm từ thôi, nhiều quá nó post lên không được. Dara xài điện thoại vùi bắp. Ok, hôm nay sẽ bắt đầu từ aksar, aksar to, từ o to ha, to. Cái này là to chân rố, tró, bó, tróp, ếch, tróp. Cà tím ha, trọc kêu là cà tím. Cái này là trọc bé, to chân rố, tró, bò, sen, có, bẹt. Trọc bé là trái, trái ổi ha. Đây là trọ, to chân rố, tró, lò xa là chó, lạch, trọ lạch, trọ lạch là trái, trái trái bí, bí xanh ha, trái bí xanh đó, trái bí. Ai thi đừng ăn bí, sợ bí. Trò lại là trái, trái bí. Anh ấy trò, to chân rố, trò, đò, đòn có, đọc, ếch, đọc, trò đọc. Trò đọc con này là Dara cũng không biết tiếng Việt kêu bằng con gì. Con cần cần ha các bạn. Không biết con gì nha, tự tìm hiểu. Biết đọc thôi trò đọc. Cái này là trí, to chân rố, tró, trò ấy, trì. Ở dưới, trì là con cá. To chân nố, tân nọ số, to, tân nột là có, là trái, trái thốt nốt. To số có tục, có é kè, tục kè, tục kè là con tắc, tắc kè. To số tổ, tổ là con sư, sư tử. Vậy là chữ to. Chữ to thì sẽ cách viết như thế này ha. Aksar to, to. Đây là số 1 đó các bạn, số 1, số 2, số 3, số 4 và đây số 5 ha, số 6. Chân chữ cũng vậy, số 1, số 2, số 3 và số 6. Xong chữ chữ to ha. Một chữ là được 2 phút à. À sau đây chữ 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 tho ha. Nó đồng nghĩa với chữ tho hồi nãy luôn ha. Đồng âm chứ bên đồng âm. À, cái này là mình scan thiếu cái con thằng lằn rồi. Scan thiếu rồi. Thôi bỏ con thằng lằn nha, bây giờ học cái này thôi. Tnu. Tho chừng nó, tno, tno, su, tnu. Tnu là co, là cái bình bình bông ha. Tnu. Tnu. Vì chữ tho nó sẽ viết như thế này các bạn. Ở đây ha. Đây là số 1 nè. Ô. Số 1 đây là số 1, số 2, số 3, đây là số 4, số 5 nè và số 6 nè, ở đây nè ha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Ok. Sao tự nhiên scan mất cái đó ta? Ở đây là aksar tu. Tu, tấu tố, tu. Tô ía tia, tia là con vịt. Tô nội trường xó mà xó mà xó ai mà xa gió mà xài tuần xài. Ô cái này là đọc trong vật tô nó tuần xó a xa gió xài tuần xài. Tuần xài là con thỏ. Và chữ tô sẽ có cách viết như thế này. Số 1 đây ha, số 1, số 2, số 3. Đây là số 4 kéo đây và đây là số 5. Đây. 1 2 1 là 2. Cái này 3. Kéo cái này. Ha, 4 nè, lên tới đây là 5. Ok. Vậy là được số aksar to. Rồi, tiếp theo là aksar sa tho. Thổ thô sa tho, thô. Thô. Thô chừng mô, thô mô, thô mô, thô mình thmình, thmình là răng ha, răng. Thô út thu ngố, thùng. Thùng là cái thùng. Thùng xách nước ha, thùng xách nước. Và chữ aksar tho này sẽ có cách viết như thế này. Số 1 đây các bạn. Số 1 kéo xuống hả? Số 1 ha. Tính đây số 1 luôn. Số 1. Số 2 đúng đây, số 3 và đây là số 4. Và đây là số 5 và số 6. Cái chân chữ nó khác ha, chân chữ
một, phải không? Một, kéo từ đây nè, một, hai, ba. Đây mình kéo cho các bạn bên này nè, một ha, một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Đi chân chữ kéo tên đây, một, hai, ba. Ok, xong xong chữ thô. Qua wow, aksara cuối cùng là trong năm từ là aksara, aksara no. No, no, con no, no. Ở đây là chữ chữ no. No, so, no, ngó, nôn. No, no, so, no, ngó, nôn. No, nôn. No, nôn là trời, tự nhiên nói cái bên nấu canh với mồng tơi. Mướp, à mướp. Lâu quá không nói, mình quên luôn. No, nôn là mướp. Nia, lị cà. No, ia, nia. Los, lệ, cò, á, cà. Nia, lị cà. Ha, chữ no, no, ia, nia. Nia, lị cà là đồng hồ. Và cái chữ no sẽ có cách viết như thế này. Số 1 ở đây ha, số 1 nè các bạn, số 1 kéo xuống. Xong đây số 2 và số 3, số 4 và số 5. Chân chữ thì chân chữ như thế này, kéo đây, 1, ngột kéo xuống. 2 vòng ra và số 3, và đây là số 4. Vậy là bài học hôm nay là kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn gửi email cho Dara Kiên 1979, mình sẽ gửi email bản scan cho các bạn tập viết cho nó đẹp và hoàn chỉnh nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin cảm ơn các bạn nhiều.